đức thầy á, nam mô đam ma á, nam mô sang thầy á, con kính lãnh lễ sư ạ, con kính lãnh lễ cô tu nữ ạ. Xin chào tất cả quý vị học viên đã đến giờ vào lớp. Con xin mời quý vị các âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để quyết tâm về thời kinh Tam Bảo thứ hai do Ngọc Trân tụng đọc. Xin mời Ngọc Trân. Dạ, nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Con kính thỉnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakhe kame charu peri sikharata te chantali khe vimane di bera te chagame taru vanagahane ye hawa thum hi khe te phum ma cha yan tu de wa chala thala visame yang kha gan tha panaga ti than ta san ti ke yang muni wara wachanang sa tha wo me sunan tu thamma Savanakalo ayam phadanta Thamma Savanakalo ayam phadanta Thamma Savanakalo ayam phadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi tutiyammi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tutiyammi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi tutiyammi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyammi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyammi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyammi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi iti bhisso bhagavā arahaṃ sammā sambuddho vicca caraṇa sambandho sugato lokavidu anuttaro Purisadamasarati sattha deva manusanang buddho bhagavati nati me saranang anyang buddho me saranang warang ete nasaccha vaccena hontu me jayamangalang uttamange navandehang padabang sumvaruttamang Buddhe yo kalito do so buddho kamatu tang mamang. Sakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehi basiko opanayiko pachatang veditapo vinyo hitinati me saranang anyang. Thammo me saranang warang ete na sacca vacce na hontu me jayamangalam uttamange na vandehang thammain ca duvithang warang thamme yo khalito doso thammo khamatu tang mamang Subhatibhanno bhagavato savaka sangho Subhatibhanno bhagavato Savaka Sangho Nyayabhatibhanno Bhagavato Savaka Sangho Samichibhatibhanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidam Chattari Purisa Yugani Atha Purisa Pungala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjalikaraniyo Anuttaram Punyang Khetang Loka Satinati Me Saranang Anyam Sangho Me Saranang Warang Etena Satcha Vachena Hontu Me Jayamangalang Uttamange na vande hang sanghaṃ ca duvithottamaṃ saṅkhe yo khalito doso saṅkho khamatu taṃ mamaṃ vandāmi ceti yaṃ sabbaṃ sabbathāne subhatitthitaṃ sāririka thātu mahābodhiṃ buddharūpaṃ sakalaṃ sadā Sambuddhe atha visañca dvada sañca sahasake
kê bánh cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ha tê sang tham mạnh cha sang khánh cha a đa rê na na ma mi ha nam ca ra nu pha vê na han toa sa pê u ba ta vê anega antaraya pivina santu ase sato sambuthe pancha panya sanja chatu visati sahasake dasa dasa hasani namami sirasa aham te sang tham mancha sang khancha adare na namami ham namakara nufawe na hantwa sape ubatawe aneka antaraya pivina santu sambuthe na vutara sate atha chattali sa sahasake vaisati sata sahasani namami sirasa aham te sang tham mancha sang khancha adare na namami ham namakara nufave na hantwa sape ubatave aneka antaraya pivina santu ase sato sabbe burati maya di saya sata awera sukhi hontu sabbe burati maya nu di saya sata awera sukhi hontu sabbe dakina yadi saya sata awera sukhi hontu sabbe dakina yanu di saya sata awera sukhi hontu sabbe petima yadi saya sata awera suki hondo sape paitima yanuri saya sata awera suki hondo sape utara yadi saya sata awera suki hondo sape utara yanuri saya sata awera suki hondo sape uparima yadi saya sata awera suki hondo sape heti ma yadi saya sata awera suki hondo sape sata awera hondo suki ta hondo nitu ka hondo apya pacha hondo anika hondo dika yuga hondo agoga hondo sampate isami chanto suki atana pariharanto dukkha patta janik dukkha phaya patta janik phaya soka patta janik soka hontu sape pipanino agasatha japhumma tha devanaga mahitika bunyang no anumodang tujirang rakhantu sasanang agasatha japhumma tha devanaga mahitika bunyang no anumodang tujirang rakhantu no garu agasatha japhumma tha devanaga mahitika bunyang no anumodang tujirang rakhantu nyatayo agasatha japhumma tha devanaga mahitika bunyang no anumodang tujirang rakhantu panino agasatha japhumma tha devanaga mahitika bunyang no anumodang tujirang rakhantu no sada idang watano bunyang asawa khaya wahang hon tu anagate kale sadhu 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 sadhu. Dạ thầy Kinh Tam Bảo đã xong, chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic giảng bài học cho chúng con ạ. Xin kính thỉnh sư. Dạ thưa sư, chưa mở mic. Dạ thưa sư, chưa mở mic. Nam mô Bụt Ha Ya. Nam mô Tham Ma Ya. Nam mô Tham Ma Ya. Xin chào tất
Hôm nay mình biết bài con kính đỉnh lễ sư ạ. Chúng ta sẽ đọc phần tổng đồng văn và trả lời câu hỏi. Rồi thời gian còn lại thì trong giải bài tập sẽ được đặt hàng ngày trước. Vậy ta nghe tổng đồng văn rồi ta đọc phần. Dạ thưa sư, mới nãy giọng thưa sư bữa nay đọc hơi nhỏ một chút thật sự. Kamma dhamma desana ya uthan arathesi bhagava api sambuddhitva cintesi atigato ko maya khammo gambhiro pannito dura nupoto pandita vena niyo Imayo Pajayo Pana Lakyaratayo Rundi Tayo Kichena Patikya Samupadang Pasati Di Tena Kho Thamang De Te Tung Narichi Akako Saham Pati Brahma Atano Jetasa Taksa Jeto Parivitaka Manyaya Jinte Di Nasati Vata Koloke Sajehi Tatha Gato Thamman Nade Se Satipi Sahampati Brahma Brahma Loko Yena Kawate Mupasan Kamitwa Eta Dawuja Hante Thamman De Se Tha Apaka Sata Aparaja Kajatika Thamasa Asawanang Nisaya Parihayisanti Panaime Thamasa Sawanataya Tang Anyatung Sakontiti Bhagava Pramuno Akhe Sanang Sutwa Sattanang Karun Nyatang Patika Patika Thamasa Desanaya Sampatichi Tanda so put hai chắc kuna lo kang bu lo kê toa atasa sate apara chắc kê mahara chắc kê mahara chắc kê biha hante sayatha bi nama paduma sare apak ape kajani Padumani Kutake Jata Nikutake Sangwathani Kutaka Nukyatani Anto Nimuk Gaposini Apakajani Padumani Kutake Jata Nikutake Sangwathani Samurakan Pisati Apekajani Padumani Kutake Jata Nikutake Sangwathani Quát hà ni cú đắc ca ách chúc gầm mát tí thật tí anu pa li ta ni cú đắc kê ná. Brahma tham a đề sa na ya hút thang a ra thê tí pha ca wa a pi tham pu chi toa chinh tê tí a thi ga to ko ma ya tham mô gầm phi rô pa ni to du ra nu po po pa ni về đã đi vô khi mà ya pa cha ya pa na la ya la ya ra ta yo hùng ti ta yo cái chế na pa ti cha mo pa đang pa sa ti ti te na po tham mang đề se tung na ích chi Atha kho saham mati brahma atano je tassa tassa je to parivitakka manyaya cintesi nasati vata kho loke sayye hi tathagato thammang na de se sati ti
saham pati brahma brahma loka yena bhagava te nu pasang namitva e takavuja pante thamang de se tha apaka satta aparaya khaja tika thamasa asavanaya asavanang nisaya parihayi santi pana ime thamasa savanata ya tang anya tung sắc con tì tì pakawa pramuno anche sanang sukwa at satanang karung nya tang patikya thamasa de sanaya sampatikhi tada so putajat kuna lokang golo ke toa atasa sate aparajak ke maha rajak ke viharam te siyatha pe nam nama paduma sare appe kacche paduma ni udakke jatani udakke sangvathani udakka nukgatani anto ni mukkapo sini appe kacchani paduma ni udakke jatani udakke sangvathani sammodakang hithati appe kacchani padumani udakke jatani udakke sangvathani udakka acchugamma hithati anupalitani udakke na. Và bây giờ chúng ta giơ tay lên để mình tập đọc bài, giờ mình chia ra hai người đi ha. Người đầu mình đọc từ đầu cho đến đoạn panna ime thamasa savanata ya tăng anh tung sắc con đệ tí. Nhưng những cái thanh này có thể hiểu được khoáng, có thể hiểu được khoáng do sự nghiệp khoáng, có thể hiểu được do sự nghiệp khoáng. Đây đó, người tiếp theo đọc từ phát ra qua Ramono Akhet năng suốt qua, tức là Đức Thế Tôn sau khi nhận lời thỉnh cầu của Phật Khi cho đến đó cũng tô căn mới mở bài sẵn đi. Dạ xin mời Phật tử Kim Phúc ạ. Dạ thưa sư cũng xin đọc bài. Brahma Thamma Desanaya Buddhang Arathesi Pagawa Api Sambuddhitoa Hintesi Athiyato Kho Maya Thammo Gampiro Panito Duranupotho Bandi Tawe Daniyo Daniyo Imayo Bachayo Bana Alayara Tayo Honti Tayo Itchena Paticha Samuppadang Pasantiti Đề ná sô thầm măng đề sư tùng ná ích chí ác thác khô sa hàm bá tí brahma ác ta nô chê ta sa ta sa chê tô bá rí quý tắc cá măng nhà giá kinh tê sĩ ná sa tí quá ta phô lô cô sa chê hí ta tha gá tô thầm măng ná đề sư sa tí tí Saham Bhati Brahma Brahma Loka Yena Phagawa Te Nup Vasan Kan Toa Eta Da Vu Cha Phan Te Tham Mang Đề Sê Tha Appaka Sata Appa Ra Chak Kha Cha Tika Tham Masa Awas Vanang Nisaya Pariharisanti Pana Ibe Thamasa Sawanataya Pang Anyatung Sakkon Titi.
Thưa sư xin hết ạ. À, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Cái máy thì tao nghe không được. Nghe không rõ sư. Có gì đây? Thì để con chuyển qua máy khác. Để lắm hay con đi. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc tiếp đoạn này ạ. Phá gá qua Brahmuno Acche Sá Năng Sút Tòa Sát Tà Năng Karun Nhá Tăng Patik Chá Tham Mát Xá Đề Xá Na Giá Sam Patik Chí Tà Đá Sô Bút Thá Cách Hú Na Lô Căng Vô Lô Kê Tòa Át Đá Xa Sát Tê Áp Bá Rá Giác Khê Má Hà Rá Giác Khê Ví Há Răn Tê Xây Giá Thà Pí Nà Má Pá đú má xá rê, áp bê cách trà ní, pá đú má ní, út đá khê, út đá kê, trà ta ní, út đá kê, xăm quát tha ní, út đá ca, núc gát ta ní, ăn tô ní, múc gá bồ xì ní, áp bê cách trà ní, pá đú má ní, pá đú má ní, út đá kê, trà ta ní, út đá kê, Sam giá tha ní xá múc đá căng tít thần tí áp bề các cha ní phá đùm ma ní úc đá kề cha ta ní úc đá kề xăm quát tha ní úc đá ca ách chúc gầm má tít thần tí an úc phá lít ta ní úc đá kề ná. Bạch sư con xin hết ạ. Chữ phút tách chắc phút na ha, phải là Phút Đa Chắc Phút Na. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Phút Đa Chắc Phút Na. Xin mời Phật tử Hoa Nguyễn ạ. Dạ, chừng. Dạ, dực. Dạ, dực, con xin đọc. Brahma Thamma Desana Ya Puthang Arathesi Pagawa avisambuchito chintesi athigato khomaya thammo gampiro panito ruranupotho manita vedaniyo imayo paccayo pana alaranatayo honti tayo kichena patichasamupadang pasantiti tenaso thammang desetum na ichi attako sahamati brahma atano cetasa tassa Cheto pariwitaka manyaya chintesi nasati watafo loko sachehi tathagato thammang na desesatiti sahamati pramma pramma loka yena pagawa tenubasangkamitwa etadavocha fante thammang desetha apakka satta aparakchakha jatika thammasa asawanang nisaya parihai Yisanti, Pana, Ime Thammasa, Sawanataya, Tang, Anyatung, Sakantiti. Dạ, thưa sư, xin hết. Xin mời cô tu nữ dự bảo. Dạ, bạch sư, con xin đọc bài. Pagawa Ramuno, Ache Sanang, Sutoa, Sattanang, Karunya, Nyata, Paticca, Thammasa, Đề Xá Na Giá Sampatit Chí Ta Đà Sô Bút Thá Chắc Khu Nà Lô Căng. Dạ, bạch sư đẩy xuống giùm con ạ.
Bạch sư đẩy bài xuống giùm con ạ. Tới đâu rồi? Dạ tới ấp Bá Rắc Chắc Khê. Dạ chéo qua trong mới. Dạ. Dạ dạ. Má Hà Rá Chắc Khê Quý Há Rá Răng Tê Xây Giá Tha Pí Nà Má Bá Đố Má Sá Rê Áp Pê Cách Chà Ní Bá Đố Má Ní U Đá Kê Chà Tà Ní U Đá Kê Săn Quá Thà Ní U Đá Kà Nú Gát Núc Gát Tà Ní An Tô Ní Múc Gát Bồ Xì Ní Áp Pê Cách Chà Ní Ba đô ma ni u đa kê cha ta ni u đa kê sang quá tha ni sa mô đa căng tít thằng tí áp bê cách cha ni ba đô ma ni u đa kê cha ta ni u đa kê sang quá tha ni u đa ca ách chút gầm má tít thằng tí anu pa lít ta ni u đa căng kê ná. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thầy sư xin đọc bài. Tham ma đề sê na giá út thăng a rê đê thê sĩ Phá gá quà Á phí xăm bút trí tòa Trình tệ xí Á thí gá tô khô má già Tham mô găng Phí rô Bá ni tô Đá rá nú vô thô Bán đi tá quê đánh ní dô Ý mà gô Ý mà dô Bá trà dô Bá ná Á lá giá rá tà Vô hoàn tí Tài vô kích chê ná Bá tích chá Xá múc bà đăng Bá sẵn tí tí Tê ná sô thăm măng Đề sê tung Ná ích chí Ác thác khô Xá hằng bá tí Râm ma ác tân nô Chê tá xa tá xá Chê tô bá rí Quý tắc cá Bánh nhà giá Chính tế sĩ, lát xa tí, quá tá phô lô cô, xa chê hí, tá thá ghé tô thăm măng ná, đề xa xa tí, xa tá tí tí, xa hằng, ba tí rám mạ lô kê dê ná, phá ghé quà, tê nú bá xanh khá mí tòa, đề tá đá vô chá, phần tê thăm măng, Đề sư thế Áp bà kè sát tà Áp bà rá chát chắc khá Trà tí kè thăm má sá Áp sá quá năng Ít sá giá Ít sá giá Bà rí hà ít sá Ít sàn tí Bà ná y mê Thăm má sá Quá sá ná tà giá tăng Anh nhà tùng Sắc có tí tí. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử An ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư và con xin chào đạo tràng. Xin đọc bài. Bá gá hoa ram mú nô ách chê xá năng su tòa sát tà năng ca run nhá tăng há tí chát thăm mát xa đề sát nà giác sàm bát chí sàm bát chí tát đà sô út thá chắc khu nà lô khăn vô lô kê to áp đá xa sát tê áp phá rác rác kê Má hà ra rắc khê vi ha ran tê xê yá thà phí nà má phá đu má sát rê áp phê cách chà ní phá đu mà ní phúc đá khê
cha ta ni u đa kê sam bát tha ni u đa kha nu yat ta ni an to ni mu ya po si ni ap pe cac cha ni pu du ma ni u đa kê cha ta ni u đa kê sam bát tha ni sa mô đa khang ti than ti áp hê các cha ni pha đu ma ni u đa khê cha ta ni u đa khê sam bát tha ni u đa kha ác chú gam ma ti than ti an pha đi ta ni u đa khê na. Dạ con kính cảm ơn sư. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử ăn lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài Brahma Dhamma Se Na Ya Dhamma Desanaya Buddhang Arathe Si Bhagava Api Sambuchito Jinte Si Atigato Ko Maya Thammo Gampiro Gampiro Panito Duranupudo Duranubodo Bandita Vedaniyo Imayo Pachayo Pana Alayaratayo Honti Tayo Kichena Batija Samupadang Pasantiti Đề na sô tham măng đề sê tùm na ít chí át tha cô sa hằng ba ti bram ma át ta nô chê ta sa ta sa chê tô ba ri vít ta ca man nhà giá chinh tê si na sa ti wa ta bồ lô cô sa chê hi ta tha gà tô tham măng na đề sẽ na đề sách sách tỳ tí sa hàm ba tí brahma brahma lô ca về na ba ga wa tê núp ba san ca mi tòa e ta đa vô cha ban tê tham măng đề sê tha áp ba ca sát ta áp ba rát cha ca ya tí ca tham ma sa Asawa nang nisaya Pariha yisanti Pana ime Thammasa Sawanataya tang Anyatum Sakonti ti. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ. Dạ thưa sư, quý Phật tử đã đọc xong bài. Còn chưa đọc nè. Đang đọc. Phương Tây đọc nghe. Bát cao qua tham mút nô a di a hê sắc năng xúc toa sắc tác năng kha ru nắc tăng bát chi cha tham măng sắc đê sa na yắc sam bát ti ti chi ta đa sô bút chát cha khút na lô kham vô lô kê toa a đa sa sắc tê Abhagra yakhe Maha Mahara yakhe viharante Se yaktha bi namak Badumak Badumasare Abhe kachani Badumani uddakhe Yatani uddakhe Sambathani uddakha Nukratani Antonit mudgat Bosini áp đề khắc trà ní bát đu ma ní út đắc khê gia ta ní út đắc khê sam va tha ní sam mô đắc khăn tít tăng tít áp đề khắc trà ní bát đu ma ní út đắc khê gia ta ní út đắc khê sam va tha ní út đắc khê a chúc gia ma tít tăng tít anu áp lý ta ní út đắc khê na. Dạ con xin hết rồi. Mà Phật tử Ngọc Trinh.
Dạ thưa sư, con xin đọc bài Brahma Thamma Desana Ya Puthang Arathe Si Bhagava Afi Sambuchitwa Jinte Si Athigato Kho Maya Thammo Rangiro Panito Duranu Bodho Pandita Ve Daniyo Imayo Pachayo Pana Alaya Rat Tayo Honti Tayo Kichena Paticca Sambupadang Pasan Ti Ti Tena So Thamang De Se Tum Na Ichi Athako Sahambati Brahma Atano Chetasa Tasa Cheto Pariwi Taka Manyaya Chintesi Nasati Watafo Loko Ta Che Hi Ta Thagato Thamang Na De Se Sa Ti Ti Sahambati Brahma Aloka Yena Palawa Để núp ba sang cái mi tòa, ai ta đã vô giá phần tề tham mang để sẽ thá. Apaka sata, apara chakha jatika, thamasa asawanang misaya, pariha jisanti. Pana ime thamasa, sawana taya tang anyatum sakontiti. Mà Phật tử Quang Thanh ạ. À, cho con hỏi là đọc tiếp ở đoạn nào đấy ạ? À? Ở bên dưới này. À, con xin phép sư con đọc bài Pagawa Ramamuno Ache Sanang Sutwa Satanang Kat Lung Nha Tăng Nha Tăng Bát Tích Chá Thầm Mát Xá Đề san nà giá sàm bát tích chí ta đã tá đà sổ bút thà chắc nà lồ cằng hồ lồ kết tòa át đá xà chắc kề hết chưa? Là còn đúng không ạ? Dạ mời chị đọc tiếp trang thứ bên ạ. Tụi mắt hoa ra rất khê đó chị. Khóa ga qua á phí xăm phút đó. Không chị, cái khúc trên nó ha ra chất khê. Baraha Amma De Sara Thằng Bút Ara De Thề Sĩ Pagawa Api Sam Phúc Chít Tòa Chìn Tề Sĩ Atigato Phổ Maya Thầm Bồ Gàm Phì Rồ Bà Bạn Banito Duranubo Tho Bandita Huệ Daniro Imaro Dacharo Bana Alaya Tarohoti Đấy nó xem đọc lại ha. Em đọc lại để đọc cho tốt chứ lớp đọc kỹ quá đầu lên lớp này là thực sự bắt đầu khó là chúng ta phải nghe đọc để đọc cho tốt chứ nếu mà chúng ta cứ đọc theo thói quen mình tiến bộ là đọc từ lúc mới học như thế nào đến bây giờ mình đọc như vậy tiến bộ phải nghe đọc học nghe đọc. Brahma Thamma Desana Yakuthang Arapeti Pakawa Apisam Puchitwa Jinteti
Akigato Komaya Thamo Gam Thiro Panito Urak Mukoko Pandita Veda Niyo Imayo Vajaya Pana Alaya Ratayo Kunti Tayo Vichena Patiya Samopadam Vastiti Tena So Thamman De Se Tung Atichi Athako saham vati brahma atano jeta sa tasa jeto parimita ka manya ya kintesi nasati patako lupi sa jehi datha gato thamman na de se satiti saham vati brahma brahman loka jena pakawa te upasang kamitwa e sakavodya Hante thamang de se ha apaka tata aparajaka jatika thamasa asawanang nisaya parikha yisanti pana ime thamasa sawanataya tang anya tung sakon teiti pakawa prambuno ache sanang sukwa Satanang ka gunya tang patikya thamma sa de sanaya tang patikhi Tada so putaya kuna lo kang vulo ke toa atasa Tayye aparaya ke maha raya ke viharante Sayatha pi nama Paduma sare apakaya ni paduma ni Udake jatani, udake sangvathani, udaka nukatani, anton mukato sidi, ape kajani, padumani, udake jatani, udake sangvathani, samudakan kithanti, ape kajani, padumani, udake jatani, udake sangvathani, Udaka ajukyamati anupalitani udake ajukyamati. Chúng ta tập đọc cho cái cách ngắt giọng nó. Thực ra bây giờ nó đọc, đọc liên tục thì rất khó này. Chúng ta phải nắm được khó. Người đọc rồi thì chúng ta phải để ý. Người đọc được rồi thì chúng ta phải để ý cái cách mà ta ngắt chữ. Người chưa đọc được tốt thì cố gắng đọc kỹ, đọc được tốt thì rồi vậy chúng ta xem câu hỏi để trả lời câu hỏi. Bây giờ câu số 1, câu số 1 đó là có bao nhiêu nhóm ngữ căn của động từ cho biết tên của các nhóm ngữ căn ấy. Hãy trả lời câu 1. Dạ thưa sư, con xin được trả lời. Dạ. À, có 8 nhóm ngữ căn của động từ ạ. Và tên từng nhóm là nhóm thứ nhất là căn bu, nhóm thứ hai là căn rút đá, nhóm thứ ba là căn bí quá, nhóm thứ tư là căn xú, nhóm thứ năm là căn ký, nhóm thứ sáu là căn tam, nhóm thứ bảy là căn chú rác, nhóm thứ tám là căn giá. Dạ con xin hết ạ. Các chữ đó đọc cho nó có cái âm cuối, tức là nhóm 1 có ngữ căn khu, nhóm 2 là ngữ căn rút thác, nhóm 3 là ngữ căn biết quá, nhóm 4 thì là ngữ căn khu, nhóm 5 thì ngữ căn là khu, nhóm 6 là ngữ căn tánh ác, nhóm 7 ngữ căn khu rác, nhóm 8 là ngữ căn gá hát. Rồi câu 2, hãy cho biết có bao nhiêu tiếp viện ngữ được dùng
Bạch sư, con xin trả lời câu 2. Nhóm ngữ căn theo bài này, ai trả lời câu 2? Dạ thưa con, trong bài học này có 8 nhóm vị ngữ. Nhóm 1 có tiếp vị ngữ là A. Nhóm 2 có 5 tiếp á. Nhóm 2 có 5 tiếp vị ngữ là á, ý, y, ê, ô. Nhóm 3 có 1 tiếp vị ngữ là giá. Nhóm 4 có 3 tiếp vị ngữ là nô, na, ú, na. Ai có gì? Dạ. Nhóm 2 là cái gì? Dạ nhóm 2 là có 8 nhóm tiếp vị ngữ, bạch sư. Dạ nhóm 1 có tiếp 1 tiếp vị ngữ là á. Nhóm 2 có 5 tiếp vị ngữ là á, ý, y, e, ô. Nhóm 3 có 1 e, ô. Dạ có. Á, ý, y, ê, ô. Dạ. Nhóm 3 có 1 tiếp vị ngữ là giá. Nhóm 4 có 3 tiếp vị ngữ là nô, na, ú, na. Nhóm 5 có 1 tiếp vị ngữ là na. Nhóm 6 có 2 tiếp vị ngữ là ô, dí, rá. Nhóm 7 có 2 tiếp vị ngữ là nê, ná, giá. Nhóm 8 có 2 tiếp vị ngữ là nha, pa, 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 pa. Dạ con xin hết. Dạ thưa sư, dạ thưa sư, nhóm 2 chỉ có là ăn với á không ạ sư? Có chỉnh sửa lại rồi. Dạ. Nhóm 2 đó là á, ý, e, ô cùng với phụ âm ăn. Đây em có phụ âm ăn mới đủ nha. Không có phụ âm ăn là không đủ. Còn cái nhóm nào đã nghiêm trọng? Nhóm 8. Chấm tám mà nó hà với bọc bát hà với bọc bát là đầu tiên thôi, chẳng có cách nào. Rồi đó là câu 2. Câu 3, tập phân tích các động từ sau đây và cho biết chúng thuộc nhóm ngữ căn nào. Rồi ai làm được câu 3? Con xin trả lời câu thứ 3 cho dạ. Sư. Câu thứ 3, phân tích các động từ sau đây và cho biết chúng thuộc nhóm ngữ căn nào. Động từ thứ nhất là Bassati. Bassati là nó có cái căn là Dis. Dista. Dạ, Dista. Động từ thứ hai, Hô Tí. Nó thuộc về nhóm thứ nhất có căn là hú. Động từ thứ ba, phá quát tí. Nó thuộc về nhóm thứ nhất có căn là phu. Động từ đê xê tí. Nó thuộc về nhóm thứ bảy có căn là biết phá. Và xú ma tí. Nó còn thuộc về nhóm thứ tư có căn là xú. Động từ sắc cô tí. Nó thuộc về nhóm thứ sáu có căn là xú. Sắc cá. Thưa sư xin hết rồi. Cái cách phân tích động từ đó, mình phải nói cho được cái tiếp vị ngữ nữa thì nó mới ra nhóm nào được. Tại cái tiếp vị ngữ là cái ký hiệu, cái dấu hiệu để mình biết nó thuộc nhóm nào. Còn ngữ căn thì nó có thể giống nhau. Xin ví dụ như là động từ passati mình có ngữ căn là đi sát, động từ dti mình cũng có ngữ căn là đi sát. Thì như vậy thì hai nhóm ngữ căn này nó giống nhau, cho nên mình phải có cái ký hiệu để mình nhận biết nó. Ví dụ là nếu mà nó nhóm u thì ở đây tiếp vị ngữ của nó là á, còn ở đây nếu mà tiếp vị ngữ của nó là nê
cho nên má là nhóm thứ bảy, nhóm thứ bảy là phát sát tí từ đồng từ tí sát, còn với tí quyền nữ ác, còn với tí cô tí thì nữ càng phú, cộng với ác cộng với tí phát quá tí thì nữ càng khu, rồi u đổi thành áo quá, cộng với ác cộng với tí thì do mình thấy nó có cái ký hiệu là tí quyền nữ ác nên nó thuộc về nhóm nữ càng khu, nhóm nữ càng thứ nhất. Thứ hai đó là đề tê tí từ ngữ căn tí phát, rồi nó cộng với nê, chữ nê khi mà nó là tiếng chữ nê, chữ ná khi mà nó bị xóa bỏ thì tí hay y nó được từ âm nó được tăng từ thành chữ e, nên mình được nó là đề tê tí thì nó thuộc nhóm nhóm ngữ căn hai chú rác là ngữ căn thứ bảy. Na tí na tí ngữ căn xuống với tiếng việt ngữ na thì nó thuộc về nhóm ngữ căn thứ tư. Chúng tôi căn cứ sắc cô tí, sắc cô tí thì ô chí khác, sắc cô tí thì nó nhóm người căn, nó từ người căn sắc cá cộng với ô tí thì nó thuộc về nhóm người căn thứ sáu. Dạ con hiểu rồi, cảm ơn sư. Từ từ mình sẽ làm quen, nói khó chứ nó không đến nỗi mà mình không thể học được. Thưa sư, cho con hỏi nữa mà. Dạ, cho con hỏi bát sát tí là ngữ căn bát xá phô mà đổi thành bát xá không thưa sư? Chứ phải đi xa. Cái bát sát tí đó. Dạ. Là nhóm ngữ căn là phô mà biến đổi thành bát xá không thưa sư? Nên nó từ ngữ căn tí xá mà đổi thành bát xá. Thì cộng với á là nó nhóm ngữ căn. Dạ dạ. Dạ. Còn cái chữ cao quý hồi nãy sư đọc nó là phu cộng với á quá hả sư? Là phu cộng với á cộng với tí. Mà chữ phu đó nó đổi thành chữ á quá. Trước mặt cái phu cộng á quá. Cộng áo quá tí áo quá là dưới các động từ quá khứ đã được sử dụng trong đoạn văn. Câu số 5 thì tìm các động từ có hình thức giống như phải chữ tí đã được sử dụng trong đoạn văn và thật chia chúng theo quá khứ cách. Rồi bây giờ chúng ta đặt trước các động từ ở thì quá khứ ra đi. À, quá khứ cách đó xin lỗi. Rồi đặt trước các động từ ở dạng quá khứ cách. Có bao nhiêu động từ dạng quá khứ khách? Hầu như không có. Dạ, bạch sư có át đá xa là đã thấy. Trong từ vựng người ta có cho mình mà không có được bài học thì phải có. Ở bạch sư ở đoạn 2. Át đá xa và á vô trá. Á vô trá những ách đá xa này nó cũng là một cái dạng động từ thay đổi cũng á vô trá thì cái động từ là á vô trá đấy ạ. Dạ bạch sư bên dòng dạ dạ là phần đề tán á vô trá. Đề tán á vô trá thì ắt na ra là e tăng với áo bù chát. Thì áo bù chát ở đây là nó động từ dạng quá khứ cách. Mình thấy là nó có chữ quá khứ cách là nó có gì? Nó có á đầu, nó có á hoặc là a ở phía sau. Ví dụ như là áp bách chát, áp bách chát thì
ta thấy cái dạng này nó là áo vua chát. À, áo vua chát. Mùi thứ ba. Rồi mình tại nhà sư hiện nay đã rất hết trời, quý vị chờ một chút. Dạ, thưa sư chưa mở mic ạ. Anh ta xa này thấy nó chỉ sử dụng ở dạng quá quá khứ cách, tức là nó cũng từ là ngữ căn đắc phát. Dạ, ngữ căn đắc phát. Nó biến dạng ở đây thì nó lại trở thành Atasa, thì ở đây nó ở quá khứ cách, là ví dụ do nó ở quá khứ cách là mình có hai cái dấu hiệu nhận biết nó. Một là nó có chữ ác ở phía trước, hai là nó có chữ A, nó giống như là Apacha, Apacha, thì ở đây nó là dạng Apacha. Apacha, chỉ có điều là cái chữ đắc xá ở trong trường hợp này, thay vì nó là ở dạng bác sát tí hoặc là đắc khát tí thì nó lại Atasa. Cái dạng nó thay đổi hơi lạ một tí. Thì đó là hai động từ ở dạng quá khứ cách. Rồi đó là phần bài học. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần bài tập. Cô Trân có mở bài tập sẵn, đưa bài tập lên cho lớp đọc để mình sửa bài tập. Rồi, lên đây cho lớp đọc. À, bây giờ sẽ đọc trước ra, sau đó mời lớp tập đọc để sau đó mình dịch bài tập. Apaka satta aparajaka jatika thamassa asavanang nisaya pariha jisanti imayo pachayo pana alaya ratayo hunti tayo kichena patikya samuppadang pasanti paduma sare appe kacchani paduma ni udakke jata ni udakke samvatha ni samokakang ki samti subo po ki mula sahita atigato ho pakkavata thammo gampiro panito dura nupo ho pandita vedani yo sunam saha saham pati prama prama loka yena bhagava te upasangamitva etakavu ya ante thamang de se thati kosu sao bhagava pramuno acce sanang sukva sattanang karunya tang pati ya thamma sahde sanaya sampati ki alin nanti. À, có số 7 ta đa so phu thế chắc phu na lu càng bu lu kê toa át tắc xa sát tê áp phá rách chắc
thề ma hà ra chắc thề vi hạ rần thề ô sư tám ba đô mát sa rê áp bê cách chà ní ba đô mà ní u đắc kê chà tạ ní u đắc kê sao quắc hà ní u đắc kà nút gà tạ ní ăn tô ní múc gà bồ xây ní ô sư chín ba đô mát sa rê áp bê cách chà ní ba đô mà ní u đắc kê chà tạ ní u đắc kê sao quắc hà ní u đắc kà ách chúc gầm mát thị thần tí ăn u bà lý tạ ní u đắc kê ná ông số mười athako saham bati brahma atano cetasa tassa ceto parivita kamanya ya cinte si nasati watako loke seje hitatha kato thamang na de te sati ti rồi bây giờ mày lớp giơ tay lên em đọc bài cái gì rồi sau đó chúng ta sửa bài tập. Bài tập ở quyển 3 này chủ yếu là rút ra từ ở trong đoạn văn chứ không có sử dụng từ mới nữa. Vì các từ ngữ là khá khó, cho nên mình chỉ sử dụng lại các từ ở trong đoạn văn để cho các từ mình nhớ thôi. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thấy rồi. Thưa sư xin đọc ạ. Câu thứ nhất. Abhaka satta abharaka khatika thammasa asa vanang nissaya bariha chisanti. Câu số 2. Imayo bacayo bana alayara tayo hoti tayo kichena paticca samuppadang passanti. Câu số 3. Paduma sare apke chani madumani udakke chatani udakke samvakthani Samo Đáp Căng Tiết Thành Tí. Câu số 4. Bồ Thí Mù Lá Xá Hét Thà A Thí Gáp Tô Khô Phá Gá Quá Ta Thầm Mô Gàm Phi Rô Phá Ni Tô Đú Rá Nù Bồ Khô Pàn Tí Tá Quê Đá Ni Dô. Câu số 5. Sa Hàm Bá Tí Brahma Brahma Lô Ca Dê Ná Phá Gá Quà Tê Núp Bá Săng Cá Mi Tòa Ê ta đá vô chá phần tê thăm măng đê xê thà tí. Câu số 6. Phá gá hoa Brahmuno ách chê sa năng su tòa sa tà năng gà run nhá tăng phá tích chá thăm mát xá đê xá nà giá sàm bá tích chí. Câu số 7. Tá đà sô bút thá chắc khu mà chắc khu nà lô căng vô lô kê tò ác đá xà sá tê áp bá rắc chắc khê má hà ra rắc khê quý hà rằng tê. Câu số 8. Bá đú má sá rê áp bê cắt chà ní Ba đu ma ni u da ke cha ta ni u da ke sam vat tha ni u da ka nuk ga ta ni an to ni muk ga bo si ni. Câu số 9. Ba đu ma sa re ap pe cha ni ba đu ma ni u da ke cha ta ni u da ke sam vat tha ni u da ka ak chuk gam ma tiết thành tí anu ba lít tà ní u đá kê ná. Câu số 10. Athako sa hàm ba tí brahma ác tà nô chê tà sa tà sa chê tô ba rí quý tắc ca man nha giá chìm tì sĩ ná sa tí u tà phô lô tô sa chê hí tà thà gà tô thầm măng ná đề xét xà.
Sư xin xin hết. Dạ, xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Bạch sư con xin đọc mỗi bài. Dạ. Thầy đọc 5 câu để có thời gian sư bài. Dạ. Appaka sata appa rajakha jatika dhammasa a asawanang nasaya parihayi santi. Câu số 2. Imayo pachayo pana alayaratayo honti tayo kichena paticca samup ba đăng bát sang tí. Câu số 3. Ba đú ma ra xê ba đú ma sa rê áp bê cách cha ní ba đú ma ní u đá kê cha ta ní đá kê sang quá tha ní sa mô đắc đá căng tít thằng tí. Câu số 4. Bồ thí mô lát sa hết hà á tí gá tô khô pa gá quá tà tham mô gầm thi rô bá ni tô đú rá nú hồ bồ thô bằng đi tá quê đà ni dô ni dô. Câu số 5. Sa hàm bá tí ram ma na sa hàm bá tí ram ma ram ma lô ca dê ná phá gá hoa tê nô bá sang ca mi tòa ê tá đá vô chá hoàn tê tham măng đê xê tha tí. Câu số 6. Phá gá hoa ram mô nô. Dạ dạ. Dạ xin mời Phật tử Phương Phi ạ. Con xin đọc tiếp câu số 6. Phá gá hoa ram mô nô á hế sang năng xuất tòa sắc ta năng khá ru nát tăng bác chí cha tham ma sắc đề sắc na giác sam ba tít chí. Câu số 7. Tassaso buddhachanu kuna lokam buloketoa adassa sakte abhagra yakhe mahagra yakhe viharante. Câu số 8. Badumasagre abdekha chani badumani uddakhe yanani yana yatani yatani uddakhe samvatthani ni uddakhe nutgatani anto ní múc gác bồ si ní. Câu số 9. Bát đúc mát sạc rê áp bê khá chá ní bát đúc mà ní út đá khê giá tà ní út đá khê sám bát thà ní út đá khê á chúc rà má tí tàng tí á núp bát lít tà ní út đá khê ná. Câu số 10. Á thá khô sám mạp bát kì rà má rà má á tà nô sê tác xà tác sát Seto Bakri Bita Kama Naya Yintesi Nasakti Vatakho Loko Sake Hitaro Rato Thamang Na Desa Sakti Ti. Dạ con xin hết. Dạ xin hỏi cô Kim Phúc đọc đi ạ. Kim Phúc đọc rõ. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã ạ. Dạ, yeah, thưa sư xin đọc bài. Đọc câu thứ nhất. Appe sate appare chakha jatika thamma thammasa asavanang nissaya parine parihe yissanti. Câu số 2. Imayo Patayo Pane Alaye Ratayo Honti Tayo Kitchene Pache Sampan Pasanti Pose Badu Ma Sare Abbe Kachani Badu Mani Udake Jatani Udake Sang Watani Semu Dekang Tít thành
Tiết Thanh Tý. Câu số 4. Bồ Thí Mù Tát Xá Kết Thè A Thí Gá Tô Khô Phá Gá Quá Tà Thám Mô Thâm Mô Gầm Phí Rô Pành Lý Tô Đu Rê Nú Bồ Thô Pành Lý Tái Quê Đà Lý Dô. Câu số 5. Sa Hằng Ba Tí Rama Rama Lô Kê Đề Ná Phá Gá Quà Tê Nú Bá Sang Cá Mí Tòa Kê Tê Đá Vô Chá Bành Tê Thâm Măng Đê Sê Tha Tí. Dạ, thư sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, sư xin đọc tiếp câu 6 ạ. Phá Gá Quà Bra Mu No Ache Sa Năng Sút Tòa Sát Ta Năng Cá Run Nhá Tăng Pát Tích Chá Tham Mát Xá Đê Xá Na Giá Sam Pát Tích Chí. Câu số 6. Tá Đa Sô Bút Bút Thá Chắc Khú Na Lô Căm Vô Lô Kê Tòa Át Đá Xa Sát Tê Áp Pá Rá Giác Khê Má Hà Rá, à, Rá Giác Khê Vi Há Răn Tê. Câu số 8. Bá Đùm Má Xá Rê Áp Pê Cách Chà Ní Bá Đùm Má Ní U Đá Kê Chà Tà Ní U Đá Kê Xăm Quá Thà Ní U Đá Kà Núc Gá Tà Ní An Tô Ní Múc Gá Pô Xì Ní. Câu số 9. Bá Đùm Má Xá Rê Áp Pát Kê Cách Chà Ní Bá Đùm Bá Đú Má Ní U Đá Kê Chà Tà Ní U Đá Kê Xăm Quá Thà Ní U Đá Kà Ách Chúc Gàm Má Tí Thành Tí Anupalita Ní Udake Ná. Câu số 10. Atha Kho Sam Saham Pati Brahma Atano Che Ta Sa Ta Sa Che To Parivitek Kha Ma Manya Manya Za Chinte Si Nasati Wa Ta Pho Loko Sak Che Hi Tatha Tatha Gato Thammang Na Desay Sa Ti Ti. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An. Dạ thưa sư, con xin đọc bài câu số 1. Apaka satta apara apara rakka yatika dhammasa asavanang nissaya pariha nissanti. Câu số 2. Imayo Pachayo Pana Arayaratayo Hoti Tayo Kichena Pachitasamu Padang Pachanti. Câu số 3. Padu Masare Ape Kachani Padu Mani U Đa Khe Cha Ta Ni Úc Đa Khe Sam Vát Tha Ni Sa Mô Đa Khang Ti Thàn Ti. Câu số 4. Bồ Thi Mù La Sa Hết Tha Át Thi Gát Tô Khô Bá Gát Quá Tà Tham Mô Gam Bi Rô Phá Ni Tô Đúc Đa Núc Bồ Thô Anh đi ta về đất nhì vô. Câu số 5. Ta hàm phát thích râm ma râm mát lô kha chê ná ba gá hoa ê nú ba sàn khá bí tòa ê ta đá vô chá bàn thê tham măng đê xê tha tích. Dạ thí sư con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài, đọc câu số 6. Pa ca wa brahmuno a che sa nang sut toa sat ta nang ka run nya tang pat ti cha tham ma sa de sa na ya sam ba ti chi. Câu số 7. Ta da so putta chak ka nu Bút Thá Chá Khu Nà Lô Căng Vô Lô Khát Tòa Át
tassa satte apparajake maharajake viharante. Câu số 8. Padumasare appe kacchani padumani uddake jatani uddake samvatthani uddakanuggatani antonimuggaposini. Câu số 9. Padumasare appe kacchani padumani uddake jatani uddake samvatthani uddaka acugamma tithanti anupalitani uddake na. Câu số 10. Attako saham bati brahma attano jetasa tassa jeto bariwittaka jeto bariwittaka manyaya jintesi nasati vattapoloko sachehi tathagato thammang na dese dese sa ti ti. Dạ thưa sư con xin hết. Thưa sư, quý Phật tử đã đọc xong rồi. Ai bây giờ chúng ta sửa, ai sửa được câu nào sửa câu đó, à, mỗi một người sửa một câu, ta tranh thủ sửa cho xong trong một buổi đi. Yeah, thưa sư chung sửa câu số, cô sửa câu số 4 đi chắc. Dạ, con sửa câu số 2 rồi đó ạ. Dạ, bạch sư con xin làm câu số 10. Tiên hồi nãy nói câu nào, Tiên? Thưa sư, cho con hỏi rồi sư. Chị Tiên câu thứ nhất nghe. Thưa sư, cho con hỏi câu 5 á, thưa sư. Sahamati Brahma, Brahma Loka Yena Phagawa, thưa sư. Cái Phagawa đứng trước nếu bác sẵn cái mít tòa, sẽ giải thích cho con cái phần đó con chưa hiểu hết. Công năm á, thưa sư. Dạ, công năm á. Con thấy trong kinh cũng vậy mà chưa hiểu phần đó, thưa sư. Làm công ni vậy. Dạ. Công ni. Đánh nhiều mẹ ăn câu mẹ đánh lâu quá. Vậy là còn có máy chưa? Cô ba chưa sửa, cô ba, cô bốn chưa? Chị sửa có bốn chưa? Chị sửa có bốn á. Chị sửa có bốn.
Chị sửa câu 4 nha. Chị, cô Cúc sửa câu 4. Bây giờ hả? Còn có mấy? 3, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy cho làm câu 7 đi. Hoa sen cô đưa lên rồi nhưng ta cô được cô đánh xong rồi ở trên. Cần người sửa dùm cô chữ thấu hiểu chứ không phải thấy hiểu. Rồi cảm ơn con.
Còn câu 6, 8, 9. Nếu mà làm câu 9 thì chị làm câu 9 thôi nha Trân. Trân ghi câu 6 đi cô đọc cho Trân. Sau khi nghe lời của Phạm Thiên. Áo ha. Đúng rồi. Vì lòng bi mẫn. Vì lòng bi mẫn với chúng sanh, Đức Thế Tôn đã nhận thuyết pháp. Người sửa rồi, giờ còn trống câu 8, cô nào nhanh tay sửa. Nếu không ai sửa thì cô xin sửa luôn như Trân. À, cô đọc con ghi giùm cô luôn đi nha. Trong hồ sen có một số sen được mọc ra dưới nước. Lớn lên dưới nước. Không vươn lên khỏi mặt nước. Được nuôi dưỡng dưới nước. Đó. Con phải giùm cô chứ. À, sao câu trong hồ sen có một số sen được mọc ra dưới nước phải. Đúng vậy đó. Lớn lên dưới nước phải. Không vươn lên khỏi mặt nước phải. Rồi, cảm ơn con. Dạ, thưa sư, 10 câu đã sửa xong rồi sư. Rồi, câu số 1. Appaka satta vajja haja tika thammasa asapannang nisaya
upatihanti. Ở đây mình có nguyên cái này là cụm chủ từ, đó là apaka satta aparacchak aparacchakha jatika, có những hạng chúng sanh ít nhiễm bụi trần. Nguyên cái đó nó là chủ từ. Động từ parihayi santi, động từ thì bị lai sẽ bị nguy hại. Ý sai giá ở đây là liên từ, giới từ, do, dịch nó là do. Trước ý sai giá nó là đối cách, nó sống an năng. Sống an năng là không được nghe, gọi là không nghe, nghe gì đó là pháp. Trước á sống an năng thì nó là thứ từ, không được nghe pháp. Đây, đó là câu số 1. Câu số 2. Ima yo paccha yo panna alaya ratta yo hoti ta yo kichena paticca samuppadam pasanti. Anh có liên từ panna, dịch là có. Ima yo paccha yo là chủ từ, danh từ hiện tính. Còn các chúng sanh này lấy giác rất là dù nó như là tính từ, yêu thích ngũ dục, yêu thích ngũ dục hôn tí thì động từ phụ thôi. Câu hai, tai vô, cái chữ tai vô đây thì là nó thay thế cho cái chữ bách trà vô, cho nên dịch nó là khi nó bắt tâm tí khó thấy, khó thấy, khó thấy được, khó thấy gì đó thì nó ở đôi cách, nó chắc một qua đang là duy tình. Rồi câu số 3, quan bát bồ man út đắc kê cha ta ni út đắc kê sa phật tha ni sa mô đắc căn thi ni bát bồ man ni, như cái này là cùng chủ từ. Một số hoa sen Padumasare thì định sở cách hoa sen trong hồ Chatani. Chatani là đã mọc qua cái phân tử, mọc mọc ra dưới nước Udake, là dưới nước, là mọc dưới nước Udake. Chatani lớn lên khỏi mặt nước Udake Sambathani, lớn lên dưới nước ha, lớn lên dưới nước. Lớn lên dưới. Lớn lên dưới nước. Tâm mô đắc căn tiếp thành tí, đây nó là đứng đứng ngang với mặt nước, cho nên ở đây mình có thể dịch cái cụm này thì nó dịch khó tiếng đi được, tức là lớn lên dưới nước. Dừng lại. Vương tới. Dừng lại ở mặt nước. Vương tới hay nghe vậy? Dạ, vương tới hay nghe hay hơn sư. Vương tới là ở vương tới mặt nước. Một
ra những nước đến là thiên nước. Đây thì mình phải dịch cái cụm này, nguyên cái cụm này đó là tâm mô đắc căn tiếp thanh tí, thì mình dịch nó là tấm vươn lên thấy mặt nước. Nhưng mà sóng là thêm rồi nó dừng lại. Nếu mà từ sóng á thì thêm tấm vô. Cho nên sống sống vươn tới mặt nước, đứng ra là, tức là đứng đó đã mọc ra dưới nước. Lớn lên dưới nước, lớn lên dưới nước. Phải sống lên tới mặt nước. Sống vươn lên đến mặt nước. Và câu số 4, Bồ Thí Mù Lá Xá Hiết Hà Á Thí Gá Tô Hồ Phá Cá Vá Tà Thầm Mù Gầm Phì Vũ Phá Nị Tô Rá Nú Phụ Phù Phá Nị Tao Quê Đã Nị Chô Chí Cội Cây Bồ Đề. Không có lúc bây giờ, mỗi lúc bây giờ đi. Cái đó trước không nghe không được. Bây giờ chúng ta cứ cái câu này mới nghe được. Ở đây mình có chữ cái chủ từ ở đây là pháp. Thâm mô. Thâm mô. Em dịch cái chữ pháp trước. Pháp. Pháp. Ở đây mình có Athigato với Thakavata. Để cho mình thấy là trong cái câu này là nó dạng là khẽ và pháp đã được Thế Tôn chứng ngộ. Dưới cội cây Bồ Đề vi diệu khó lãnh hội, chỉ có người trí mới thấu hiểu. Văn đề táo vi đã được vô nguyên cái đó là nó là dạng tính từ cho sự thông mô. Rồi câu số 5, Brahma Brahmaloko yena bhagava te nusankhamitova etatavujya ante thamande sitha. Ở đây cái câu này đó mình xem nó là sahampati Brahma Brahmaloko, sahampati Brahma là phạm thiên, Brahmaloka đó là cái thứ năm. Mình thấy dịch cái này trước được từ phạm thiên giới. Phạm thiên xa một tí, sau khi đi đến, Upasangamitoa tức là sau khi đi đến,
nếu mà chúng ta bỏ đi cái cụm về ná tiền ná thì chúng ta thấy sẽ thấy là cái chữ đi đến ở đây đó là đi đến Thế Tôn, và chữ Thế Tôn ở đây nó phải sử dụng đó là dạng đối cách là từ. Nhưng mà commonly á dạng này người ta sử dụng nó rất là nhiều. Tức là câu này hiểu ngầm đó là Đức Thế Tôn đang ở đâu và người ta đi đến đó. Đức Thế Tôn đang ở đâu người ta đi đến đó. Như vậy nó dạng mệnh lệ thúc từ. Cho nên người ta sử dụng cái chữ dê nát tề nát. Đôi khi ở đây nó là cái chữ dê nát, đôi khi ở đây nó là cái chữ tăng. Mà dù ở đây nó dùng chữ tê nát nhưng mà vẫn nó vẫn được hiểu giống như là cách thứ hai thôi, là đi đến ý kiến của Thế Tôn. Đi đến ý kiến của Thế Tôn, khi mình gặp cùng như vậy thì cái dịch là đi đến ý kiến của Thế Tôn là được. Nhưng mà mình hiểu về cái nghĩa, mình hiểu ra là chữ Thế Tôn ở đây nó là chủ từ. Và rồi mình phải thêm một cái động từ nữa, tức là vi ha ra tí, Đức Thế Tôn đang ngự ở đâu, người ta đi đến đó. Vi tắc còn từ còn tiên giới Thế Tôn tham có tí đi đến ý kiến, đi đến ý kiến Thế Tôn em Thế Tôn hoặc bạch rằng là cái này ta đã nói này như khi ở trong tiếng Việt mình dịch nghe được, cho nên mình dịch tắt nó là mặt ra hoặc mặt Thế Tôn xin hãy tiết khóa thanh tê thăm bằng đề xe thắng. À đây chữ đề xe thắng ở đây chúng ta thấy là chữ Đức Phật chỉ có một mình thôi, nhưng người ta vẫn sử dụng động từ nó dạng đề xe thắng, là tùng hê, nó là tùng hê. Dạng câu này nó dạng câu mình hình cách, nhưng mà sử dụng trong cái ý nghĩa nó là tùng kính cầu thẳng, cầu thẳng. Nên Bạch Thế Tôn xin ngài hãy tiếp Phật. Rồi câu số 6, Phát qua phạm phú nô ách chế năng xuất qua sắc tà năng ca rung nhà tăng tích hạ thăm mát sát đề xa mà giá tâm tích khí. Sau khi nghe lời lời thỉnh cầu ha, cái chữ ách chế năng đó lời dạ lời thỉnh cầu á, xin hơi con quên lời thỉnh cầu của phạm thiên tham bất tí, nhưng dịch gì thì phải là và bị lòng bị mạnh, thậm chí và ở đây là những dịch gì và bị lòng bị mạnh với chúng sanh, với chúng sanh, chúng sanh ở đây thì mình chưa ta chưa chia số nhiều có thể dịch gì được chúng sanh. Chúng ta phải ở đây cả. Vậy là câu này dịch chúng ta Đức Thế Tôn thì sau khi nghe lại thỉnh cầu của Phạm Thiên, Đức Thế Tôn đã chấp nhận cái pháp vì lòng bi mẫn bỏ bà
Nếu mà dịch như câu đầu là hồi nãy. Không biết đầu nghe hay sao. Ta đa số có thể chắc chúng là lục càng lục vô lục kỳ qua xa sắc tê áp và rạch chắc thê mà hà rạch chắc thê ký hà văn tê khi ấy ngày dùng Phật nhãn khi ấy ngày dùng Phật nhãn ấy là dụng Phật nhãn khi luôn đã nên có khi ấy sau khi nữa nó bị đổi một thì không khi ấy là dụng Phật nhãn quan sát thời gian vậy là nhóm nó tốt từ của Dasana Adasa không thưa sư? Sate bởi nguyên nhóm đó là tốt từ của Adasa. Ngài có số 8 cho con hỏi câu này thưa sư. Ví dụ mà cái câu cái cụm từ Udaka Nugatani Antonimuk Kaposini nếu cái câu này đổi ngược lên, ví dụ là hai câu này tốt từ, cái hai câu này là tính từ nên dịch câu câu nào trước dịch trước. Nhưng mà trong cái câu tiếng Việt dịch đó sư. Ví dụ cái câu là được nuôi dưỡng dưới nước, sống không vươn lên khỏi mặt nước thì nó nghe nó sẽ xôn hơn. Câu này sống không vươn lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước, cái câu này con thấy. Dạ. Ý con nói á, tại cái câu này thí dụ mà theo nghĩa tiếng Việt á, thì câu trong hồ sen một số sen mọc dưới nước, lớn lên dưới nước, được nuôi dưỡng dưới nước, sống không vươn lên khỏi mặt nước. Cái câu này giống như là sống không vươn lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Con thấy nó nghe nó hơi bị ngược. Nhưng mà để được nuôi dưỡng dưới nước, câu trước cái câu sống không vươn lên khỏi mặt nước. Thấy cũng được chứ đâu có gì ngược quá. Không vươn lên khỏi mặt nước. Được nuôi dưỡng dưới mặt nước là để bổ túc giải nghĩa thêm cái phần là sống không vươn lên khỏi mặt nước. Cái câu sau là để giải thích luôn cái câu trước. Đâu có gì đâu tại vì nó không vươn lên cho nên nó mới được nuôi dưỡng gì dạ câu thứ chín
Padumasare ape gajani padumani udake jatani udake samkhani udaka ajuk gamma sikanti anupalitani trong hồ sen một số ra dưới nước lớn lên lớn lên dưới nước sóng vươn lên khỏi mặt nước em bị tống sóng vươn lên khỏi mặt nước không bị đầm ướt và không bị đầm ướt. Rồi được rồi, câu này chính xác. Là câu số 10. Atthakho sampatti brahma atthano cetassa tattva ceto parivittak. Manya ya chintesi na sati vata ko loko si che si sakha kato samman na de sati ti na de si sati ti. Lúc bây giờ hoàn thiên sam mật tí với tâm của mình atano je tatpa je te je tatpa đây là cách thứ ba không, nó giống như là manasa je trước thì ná gì đó, giống như dạng chia tán là dạng danh từ bậc vị tắc, danh từ nhóm ảnh này. Cái tâm của mình với tâm của mình sau khi biết cái chữ chê to bari vị tắc các mạnh nhà giá thì mình tách nó ra chê to bari vị tắc càng với anh nhà giá, chữ anh nhà giá là một cái quan từ, cho nên dịch nó sau khi biết với tâm của mình sau khi biết. Không phải ở đây nè, sau chữ với tâm của mình, với tâm của mình sau khi biết. Tâm của Đức Thế Tôn, tâm tư của Đức Thế Tôn sau khi biết tâm tư của Đức Thế Tôn. Có chữ đã thôi mà, đã suy nghĩ ra. Để bỏ cái đó đi. Bỏ hai chữ đúng rồi. Rồi cái chữ quả ở đây này. Nghĩ rằng hàng ôi không phù thế giới thế giới sẽ bị ngoại thông. Ở đây thì cái chữ nát của tí này thì thật ra là ở thì hiện tại và vì ở đây thì phẩm thiên này suy nghĩ tại thì hiện tại có một số thì hiện tại có một số trường hợp thì hiện tại nó cũng được dịch là sẽ ở đây mình dịch sẽ thì dịch cho trong ý nghĩa đó chứ nó không phải là thì bị lai. Tại con đế xét xa tí
nếu lại không biết phát kiến được cái gì hay không lại nên dịch thêm chứ nhưng lại không biết khóa hai cái cụm này thì thế nhớ sẽ bị bài con đi như vậy thì bị khóa không thì cái chữ sẽ này nó không thể lấy của cái thì của động từ ở đây nó là thứ chính giờ đi xét xá thì tí chúng ta là dạng câu này á, thường là nó hai trường hợp nó đều biết ở thì bị lai hai trường hợp ở thì bị lai nhưng mà cái mấy cái này nó lôi văn chính nó trong kinh thì không có sửa không có sửa sẽ để nguyên nó như vậy mình dịch thì mình phải tùy cơ ứng biến tí để xem xét cái ý của nó văn phạm để dịch nó nhưng mà sửa nhiều quá thì nó không muốn ở trong cái lớp văn chính là trong kinh mấy cái này phần lớn là văn chính là trong kinh không chỉ một số nhỏ sự điều chỉnh lại thôi phần lớn là lấy lại tất cả từ nó không giống như là cách mình học bình thường lúc mình học kiểu một kiểu hai là phần lớn mình học theo cách hành văn của mình nhưng mà đến khi mình học cái quyển này rồi thì mình sẽ sử dụng một số các thành phần trong kinh điển nên là bạn cũng thấy nó hơi khó hơi đúng một tí dạ dạ giống như câu 7 thưa sư 7 câu chữ câu đó là xuất từ của Adasa không thưa sư ở câu 7 cho nên câu 7 không người vậy là ok rồi hả sư hôm tới ý hỏi là câu 7 á tại vì vị trí nó không ý là mà hỏi câu 7 á câu 7 á cái từ mà sát tê áp chắc khách chắc khe má ha đó chắc khe thưa sư quý hát anh tê là tốt từ của Adasa không thưa sư thấy vậy là biết rồi thấy cái cách của nó là biết rồi nên đối cách là biết nó là xuất từ rồi thì còn nhìn cách của nó là biết rồi ý là con nói con nhìn là biết nhưng mà ý con nói là vị trí hồi đó học á thì cái từ thường thường động từ cuối câu nhưng bây giờ động từ nó nằm giữa từ đâu con nói nằm đầu trên từ nằm cuối câu đâu không phải con để con nói để nói là cái vị trí trong tiếng Bali là nó không có cố định dạ. Mình học mấy đầu học thì người ta sắp xếp vậy cho mình dễ thôi nhưng mà cái thực tế cái vị trí của câu nó đâu có cố định giống như chữ khen là sao xuất từ hay trước bây giờ thì người ta biết xuất từ nằm sau động từ để tự nhiên mình không nhìn ra nó phải tập nhìn đó dạ con thấy biết nhưng mà ý lại nó sẽ nói cái câu đó nhưng mà con nói gì bây giờ sắp này con thấy cái câu 7 là biết là sắp lại à, là theo kinh chứ không có là trước học con nói vậy thì dùng nguyên nhóm là con biết xuất từ rồi. Dạ rồi. Rồi là xong. Còn 9 rưỡi à. Vậy chúng ta xem lại cái xem cái bài học bài tập nâng cao thì sao mình dịch thêm bài tập nâng cao một buổi nữa. Trước khi học bài nữa. Xem bài tập nâng cao để mình dịch thêm buổi bài tập. Rồi mai lớp gì? 15 câu á sư hay dịch hết? 15 câu á sư. Thì nếu mà có thời gian 15 câu thì dịch hết, còn nếu mà không có thì dịch được nó sẽ bị có như một buổi trong một buổi. Rồi mai lớp này. Dạ. Dạ bài học đến đây là kết thúc. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư được nhiều sức khỏe và an vui ạ. Dạ bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thầy kinh hồi hướng phước đến chư thiên. Xin mời cô ạ. Dạ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Giờ con xin thay mặt các học viên trong room để đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ.
Akasapa chapumata devanaga mahitika bonyano anumodantu chirang rakantu sasanang Akasata chapumata devanaga mahitika bonyano anumodantu chirang rakantu no garu Akasata chapumata devanaga mahitika Bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu nhà ta yô. A ca sa ta chú phụ ma ta đề qua na ga hi ti ca. Bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu pa hi đô. A ca sa ta chú phụ ma ta đề qua na ga hi ti ca. Bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu mô đàn ta. Yang gatanon yang asawa ya wahan hon tuana gate kale sadhu 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 malap ngay Chân sư bảo ai ạ? Sư nhiều sức khỏe ạ? À, kính chào cả lớp ạ. Good night, sư. Con kính thiền sư. Con kính chào cả lớp. Dạ, con kính thiền sư. Chúc sư khỏe, chúc sư ngủ ngon. Xin chào cả lớp.